quán. Xe manh xì kỹ này mua bao nhiêu đây? Trăm mấy á. Trăm mấy triệu à? cho mình chạy một bữa coi. Hello nghe Nam. Sáng vệ sinh con khỉ với em nha Nam. Trời quá trời. Xe để trong kho. Cái máy đã quá mà nè.
tiêu như nè. Tiêu của lòn ở đây. Cầm đèn sau xi nhan này. Honda Monkey nha. Nó cái chiều cao yên nó cỡ hơn bộ gối thêm chút rồi nha nè. Nó cao quá bộ gối chút thôi. Chân đạp nó gần rất là quái anh em, chưa được gan. Khung sườn nó anh em thấy không, chân thắng máy rất là êm. Nó đi không khéo là bà bóc đầu nha nè, nó dễ bóc đầu tại vì nó cái đòn nó ngắn lắm mà cái máy nó rất là lực. Xăng nắp xăng có sử dụng chìa khóa nha nè. Hết xăng à, còn đạp rất là hay. Dắt cái tì ra đem vô trong. Thôi kệ, đem ở đây đi. Dắt ở đây. Dắt đây coi lại cái bố thắng để không chạy nó bị bố nó cứ ngắt. Xếp bố luôn vậy. Nó có cái cổng thác cổ nữa nha. Thác cổ. Thác cổ mở đi, cái lỗ nó nhảy lên. Lên tí lớn.
để ngay giữa nhà. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video nhé. Anh em xem nhớ đăng ký kênh để tham khảo xe máy ở cửa hàng nha anh em, cũng như để tìm được những xe mình đam mê và yêu quý. Thích xe máy, xin chào thằng ấy.